Karik, Bin, Weiji, Vimasik sẵn sàng vòng đối đầu Trap Việt mùa 2. Vòng chinh phục Trap Việt mùa 2 khép lại đầy bùng nổ với những màn trình diễn khó quên. Bốn huấn luyện viên Karik, Bin, Weiji, Vimasik sẵn sàng vòng đối đầu Trap Việt mùa 2. Đặc biệt ở tập cuối vòng chinh phục Trap Việt mùa 2. Trong phần thi của thí sinh 6A6Y9 An đã có điều bất ngờ xảy đến, không chỉ mở ra cơ hội cho nam rapper mà cho cả những thí sinh sau như Kelly và Freaky. Freaky, mảnh ghép đắt giá của đội Karik, mang đến cái kết đẹp cho vòng chinh phục chính là rapper sinh năm 1999, Trần Đăng Khoa. Rap name Freaky, khi chiêu đãi bộ sáu cùng khán giả bản nhạc bắt tay và mang đến màn quyết đấu giành ngựa chiến của Karik và Rimasik. Vọng cổ tinh vốn là ca khúc Làm Mưa Làm Gió, một thời giờ đây trỗi dậy với bản rap tinh rap Việt của Freaky. Đúng như những gì anh mong muốn, mang đến giai điệu miền Tây Nam Bộ và năng lượng tươi trẻ để chinh phục các giám khảo, gờ. Huấn luyện viên và cả khán giả, bản rap của Freaky thực sự bơm nhiệt cho không khí tập 6. Vậy nên dù đội hình đã đủ 9 thành viên, nhưng Wayzy và Bin vẫn không thể kìm lòng, phải đạp trần chọn Freaky. Rồi Rimasik, Karik cũng chọn anh. Wayzy cảm thấy sự sáng tạo của bạn vô bờ bến và rất mong muốn bạn cũng có thể về team Wayzy. Bin thì thấy, từ đầu chương trình đến giờ, có vài bạn thử kết hợp dân ca, nhưng có những bài không hợp tai anh. Còn em rất sáng tạo. Em biết ranh giới lúc nào em qua nốt dân ca và lúc nào quay lại cái nốt của hip hop. Khi Karik và Rimasik vẫn chưa thể chốt đơn, LK bày tỏ, nếu em muốn thay đổi màu nhạc khác ở những vòng sau thì Karik có thể làm được điều đó. Song, Bin cho rằng, nếu nói về tính giải trí thì Karik có nó trên những bài nhạc, nhưng mà Thiện, tức Rimasik, thì có nó ngoài đời. Wayzy lại đứng về phía Karik, nên đặt trọn niềm tin vào Karik. Trước tình thế đầy gay cấn, Rimasik cầu cứu người anh em Versace. Cứ tưởng 5GK sẽ bỏ phiếu cho Rimasik, nhưng anh lại có màn quay xe thật gắt khi quyết đặt tương lai thí sinh trên hết. Đứng về phía Karik và Freaky trở thành mảnh ghép cuối cùng, đắt giá của đội Karik. Ấn tượng từ chàng rapper xứ Nghệ. Trong tập cuối vòng chinh phục, một nhân vật gây ấn tượng ngay từ màn chào sân với chất giọng xứ Nghệ đặc trưng là rapper 24 tuổi Hoàng Xuân Thắng, rap name 6A6Y9 An, Baby Gang. Thật thú vị khi tới lượt thi của anh chàng thì chỉ còn một chỗ trống vào đội Karik, tuy nhiên do áp lực vô cùng lớn cho những người thi sau nên MC hỏi ý khiến 2GK về việc tăng thêm cơ hội cho các thí sinh năm nay. GK Versace nêu ý kiến, chương trình sinh ra là để tạo điều kiện cho các bạn được thể hiện hết mình và có tinh thần thật tốt để cống hiến cho Rap Việt. Cho tôi hỏi các vị huấn luyện viên ở đây có đồng ý để mở thêm vị trí cho các bạn không? Và đã nhận được sự ủng hộ 100% từ các huấn luyện viên. Cuối cùng bộ 6 quyết định mở thêm suất cho mỗi đội lên thành 10 thí sinh. Dù việc tăng thêm thành viên cho mỗi đội không chỉ tạo thêm áp lực và khối lượng công việc cho các vị huấn luyện viên, nhưng chính nhờ quyết định này mà 6A6Y9 An đã may mắn bén duyên cùng huấn luyện viên Wayzy. Với bản rap Tía Má Em dựa theo bài hát gốc Tía Em Má Em, 6A6Y9 An đã chinh phục được Wayzy và Rimasik. Cả Wayzy và Rimasik đều nhìn nhận mình bị thu hút bởi năng lượng tích cực của 6A6Y9 An. Và 2GK đã quyết định để 6A6Y9 An về đội Wayzy. Khép lại vòng chinh phục, đội hình Bin có 10 thành viên với Cà Nâu, Dê, Kiếp, Yopo, Pretty 19, Sôn 7, V, Impossible, Obito, Amilo và Kelly. Karik sở hữu 9 thí sinh, Mai Âm Nhạc, Sichachin, Haikan, Sa Nhào, Sám, Konji, Kilik, Saidi và Freaky. Rimasik cũng 9 với 16 BRT, Mai Ngô, Vao Sun, Bờ Hoàng, T, C, RAS, Liu Quyên, Lao, Tờ Do Quang. Và huấn luyện viên Wayzy đã tăng tốc nâng số thí sinh mình có được lên 10 chiến binh, Nai T, Blacka, Free, DJ, T, B, O, Atua, Lập Nguyên, Faust, Hoàng Anh và cuối cùng là 6A6Y9 An. Rap Việt mùa 2 sẽ chính thức bước vào vòng đối đầu từ tập 7. Phát sóng vào 27.11 trên Vion và kênh truyền hình VChannel, HTV2, V Giải Trí.